là quay quay ba channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại channel của mình trong hôm nay. Trong video sẽ 12 tự game nổi bật nhất cho tuần vừa qua. Với tự game đầu tiên là mình dùng các bạn gặp phải đó chơi hồi lâu lên buồn. Hãy start now. Time to build. Continue các bạn. Ok, let's go. On. Come back. Congratulations các bạn. Bây giờ mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 2 cho mình nào. Mighty Mighty Quest. Nhân vật mới. Ok. Chuyển sang tới 3 như thế nào. Seaside. Peter.
cho cha em từ từ trong việc này nên nó quá trình trụ push that out. Okay, on the same, not sure safe. Con tìm được 7 con chúng ta có thể thoát khỏi ngôi nhà này. Còn bây giờ chúng ta chuyển sang tại thứ 5 cho em này, chính là chỉ tham số. Nishi, Katsuo Networks. Titan, come on, remember me. I'm Rainbow Rider. They form Vinit, Vinit, Chun, and Torikan. Nên mở cái gì các bạn nhỉ? Mở cái này nhé. ADC này. I don't know. Yeah.
肯定不打了。没什么好玩。现在这个非常久没了 ，very right， 看 very interesting。I agree。现在 YouTube 叫什么名 ？Crazy Funny Crap。老老板 ，Let's go。
Oh. Chắc là không may mắn. Ok. Choose em color. Chuyển sang tựa game tiếp theo cho mình là Cho Me Teach You Know Me. Tiếp theo chúng mời cho mình vào Lego Juniors. Mình nhìn cho có nhân vật mới, xe mới thì phải. Vậy nhỉ. Let's go.
Rồi, xin chào mọi người các bạn. Rồi. Ok, chúng ta chuyển sang tựa game thứ 11 trong video này nào. Scary Teacher vào đây. Và chỉ có phần các bạn. Đây là Fire the Firecracker. Tìm cả pháo nữa các bạn. Careful. Time to party. Happy birthday to me, la 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 la. Happy birthday to me, la 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 la. Boom. Okay. Chuyển sang tự nhiên cuối cùng chú ý nào. Friday the 13th, tự nhiên thứ 63. Chắc chắn là một tự nhiên cái gì đó các bạn. Cho bắt đầu nào. Do it. Hôm nay qua tự nhiên cuối cùng trong video này. Và mình cũng giới thiệu các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nhớ cho mình biết ý kiến các bạn bằng cách comment, like, share, subscribe cho kênh của mình nhé. Remember to like, subscribe for me in the Unova channel on the description. Thank you so much and I'll see you soon in the next video. Bye bye.